bạn đến và quay trở lại với kênh Phúc Anh. Như các bạn thấy, mình vừa unbox một chiếc webcam mới và là chiếc webcam đầu tiên đến từ thương hiệu Egoto. Nó chính là Facecam. Hãy cùng tìm hiểu xem là chiếc này có gì đặc biệt nhé. Intro nào. Đầu tiên khi nhìn vào chiếc webcam này thì mình thấy trông khá là to. Mà nó to không phải kiểu như là webcam hội nghị, mà nó kiểu to hơi mập mập một chút. Vì mấy kiểu gaming mà webcam stream ấy, thì nó sẽ là kiểu nhỏ giống như dòng Logitech. Mà mặc dù con này to nhưng mà lại nhẹ hơn so với dòng webcam khác. Mặt trên và mặt dưới đều có biểu tượng Elgato. Bên cạnh đây còn có cả tinh của sản phẩm. Mặt trước được bảo vệ bởi một cái nắp giống như cái nắp bảo vệ lens của máy ảnh ấy. Mặt sau thì có cổng USB Type-C to Type-A giúp cho độ chạy thấp. Cổng Type-A thì sẽ yêu cầu phải cổng 3.0 trở lên nha mọi người. Facecam có thể ngả trước và ngả sau, có thể xoay trái phải nhưng sẽ bị lỏng phần chân đế một chút. Nếu vặn chặt vào thì chân đế sẽ không xoay được. Tháo chân đế ra, chúng ta có thể để ở giá đỡ multi-mount hoặc là giá đỡ webcam nào đó. Facecam có điểm dài tiêu cự của một ống len giống như một ống len chuyên nghiệp của chiếc máy tính full frame lên đến 24mm và góc nhìn là 82 độ. Webcam có độ phân giải là 1080x60fps và ngoài ra thì Facecam sử dụng mắt đọc StarVis CMOS của Sony. Trước khi vào phần đánh giá chiếc webcam này thì hãy chuẩn bị tinh thần để bình luận ngay về chất lượng của chiếc webcam này nhé. Ok, các bạn sẽ được nhìn thấy hình ảnh của chiếc webcam này trong 3, 2, 1. Xin chào, đây chính là hình ảnh thu được từ chiếc webcam Elgato Facecam. Còn đây là hình ảnh thu từ chiếc máy ảnh Sony A6400. Còn đây chính là cam Logitech G930E. Điều mà làm mình ngạc nhiên ở đây là chính là phần mềm Camera Hub của Facecam. Hãy tải ở trên trang chủ về nhé. Chỉ cần nhìn đây thôi thì có thể giống như một máy ảnh nhỏ và nhiều chức năng tùy chỉnh. Nó có zoom, độ tương phản, độ rõ nét bão hòa, lại còn có cả chỉnh iOS và cân bằng màu sắc và cả làm mịn nữa. Còn phần dưới sẽ là đổi độ phân giải tùy thích. Phần mềm này có quá nhiều lựa chọn để mình có thể chỉnh sửa. Nếu bình thường những cam khác khi zoom lên thì sẽ bị mờ, nhưng ở đây zoom lên thì mặt mình rất là rõ nét. Điều chỉnh độ sáng ở đây tùy vào không gian và trong phòng. Phần automatic ở đây là phần mềm sẽ tự cân sáng cho bạn sao cho phù hợp nhất. Còn nếu không thích thì các bạn có thể tắt đi và chỉnh bằng tay. White balance là chỉnh màu sao cho phù hợp. Kéo ở bên trái là full xanh, bên phải là full vàng. Hiện tại phòng mình đang có màu xanh và màu hồng thì mình sẽ kéo ở khoảng 4700 đến 5200. Hoặc không ưng ý các bạn có thể tích vào phần auto để phần mềm có thể tự cân chỉnh cho bạn. Sau đây phần tiếp theo là phần làm mịn. Để bình thường nếu không bật lên thì các bạn sẽ thấy những hạt cát nhiễu xung quanh mình. Nhưng nếu bật lên thì mọi thứ đều mịn màng. Và tùy vào độ làm tươi các bạn chọn 50Hz hoặc là 60Hz. Trong phần này mình khá thích phần lưu bộ nhớ. Mình có thể mang webcam đi bất cứ nơi đâu thì nó vẫn lưu lại setting này của mình. Thay vì trước đó mình sử dụng OPS để chỉnh hàng loạt filter khó nhớ, mà khi mang webcam đi chỗ khác thì mình sẽ phải căn chỉnh lại từ đầu. Thì giờ Facecam đã lưu lại được phần setting này và mình rất là ưng ý. Hiện tại thì mình đang có thêm một chiếc webcam Logitech C930E ở đây. Để chúng ta hãy cùng thử so sánh xem hình ảnh của hai chiếc webcam này có gì khác nhau khi ở điều kiện đủ ánh sáng và thiếu ánh sáng nhé. Cùng đi nào. Các bạn thấy chất lượng của hai chiếc webcam này như thế nào? Hãy bình luận ngay ở phía dưới cho mình biết ý kiến các bạn nhé. Giờ vào hai video trên mình giá cao với Facecam bởi vì trong điều kiện thiếu ánh sáng như vậy chỉ có ánh sáng từ màn hình thôi mà Facecam đã cho mình một khuôn mặt rất là rõ và sáng đúng không nào. Còn ở trong điều kiện đủ ánh sáng thì Facecam cho mình một cái da rẻ rất là hồng hào. Ngoài ra thì Facecam có góc rất là rộng hơn so với camera của Logitech C930E và độ phân giải 1080x60fps sẽ nhanh hơn và rõ nét hơn là so với 1080x30fps đúng không nào? Có một điều hơi đáng tiếc đây một chút, đó chính là Facecam không có autofocus. Khi bạn cầm một vật phẩm trên tay thì nó sẽ không autofocus vào vật phẩm này hoặc là mặt bạn mà nó sẽ lấy nét hoàn toàn cả không gian trong phòng. Nhưng điều này là một số người dùng Facecam để họp thì rất là tiện vì hầu như webcam sẽ bắt được tất cả mọi người ở trong khung hình và không ai bị out nét cả. Nếu bạn muốn webcam có thể làm mờ được phía sau thì hãy thử sử dụng sang phần mềm Postcard của Nvidia nhé. Lưu ý là phần mềm này chỉ áp dụng với những chiếc card RTX 2060, Quadro RTX 3000 và Titan RTX trở lên thôi nhé. Ở đây chúng ta có phần mềm Background Blur là làm mờ ở phía sau. Chọn độ làm mờ ít hay nhiều ở thanh dưới này.
Có một điểm rất hay ở phần mềm này đó chính là Auto Frame. Nó sẽ luôn bắt khuôn hình của mình ở giữa dù bạn có di chuyển sang trái hay sang phải. À còn một điều nữa, chính là webcam này sẽ không có micro nhé mọi người. Mình cũng không rõ nhu cầu sử dụng của mọi người thế nào, nhưng mà mình là một streamer thì mình sẽ sử dụng một chiếc micro ở trên tai nghe hoặc là micro bên ngoài, ví dụ như là Elgato Wave 1 hoặc là Elgato Wave 3, bởi vì nó sẽ rõ hơn và lọc âm tốt hơn thay vì một chiếc micro bị vang ở trên webcam, đúng không nào? Nhìn chung lại thì chiếc Facecam là một webcam với ngoại hình khá là mập, nhưng được cái là góc nhìn và tiêu điểm rất là rộng. Nó đặc biệt có phần mềm khá là xịn sò và có nhiều cái đặt khác nhau giống như một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, đúng không nào? Có thể thay thế việc sử dụng chiếc máy ảnh và cam linh, tránh việc dây dợ hoặc là cài đặt lằng nhằng. Màu ở chiếc Facecam này thì lại rất là đẹp và thật khi ở điều kiện đủ ánh sáng. Còn nếu như mà điều kiện thiếu ánh sáng thì nó được cung cấp lượng ánh sáng đủ luôn. Độ trễ và hình ảnh nét căng với độ phân giải là 1080x60fps. Và mình chỉ thấy hơi đáng tiếc một chút là tại sao Elgato lại không cho một cái dạ đỡ webcam để có thể xoay trái xoay phải và tiện lợi hơn. Và một điều mình e ngại đó chính là giá của chiếc webcam này khá là căng. Và hiện tại Facecam được bán ở Phúc Anh là 5.600.000 đồng. Các bạn hãy comment cho mình biết liệu giá thành đó thì có phù hợp với chiếc webcam này không nhé. Và đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng mình nữa. Mình là Tiber. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại video lần sau nhé.